Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái tính năng rất đặc biệt của cái LMS Moodle mà gần như là các trường đại học ở Việt Nam vẫn chưa có sử dụng, trong khi đấy nhu cầu thì rất lớn. Đó là chúng ta nạp các cái chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, các cái chuẩn đầu ra của môn học vào trong hệ thống, và khi các thầy cô giáo mà soạn các hoạt động học tập đó, thì có thể là gắn các cái chuẩn đầu ra này vào các cái hoạt động học tập của mình. Thế thì cái mô đun ấy, mà các thầy cô có thể tìm hiểu trong mỗi khóa học ấy, là chúng ta sẽ thấy có cái ở cái khu vực là navigation nhé, ở dưới cái danh sách khóa học này chúng ta sẽ thấy có cái mục là competencies, tức là các cái năng lực mà người học cần đạt được. Mình có thể hiểu nó như là cái chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hay là của môn học vậy. Thế thì để mà có thể thực hiện được cái setting này đó, thì trường có thể các cô cần phải có cái bộ phận người ta nạp các cái chuẩn đầu ra này vào trong hệ thống. Thì tôi demo sơ cái cách làm để các thầy cô hình dung, đó là ở cấp độ là admin, cái này là phải là người quản trị hệ thống mới nạp các cái chuẩn đầu ra này được. Thì hiện giờ trong cái hệ thống demo này tôi có nạp cái chuẩn cái thang năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo khung tham chiếu châu Âu, là từ A2 cho đến xin lỗi, từ A1 đến C2. Đấy, thì cứ mỗi một cái bậc năng lực này đó là người ta có mô tả tương đối cụ thể là người học sẽ cần phải làm được cái gì. Đây như thế này này. Đấy. Thế thì bây giờ để tiện cho cái việc demo ấy, thì ngoài cái khung năng lực CFA này này, tôi sẽ vào trong cái Competency Framework Repository có sẵn của Moodle đó. Tôi tìm, thì các thầy cô biết là ở các cái nước Âu Mỹ đó, thì người ta rất chuộng là đánh giá năng lực người học dựa theo các cái quy chuẩn đầu ra kiểu như thế này, và nó có rất nhiều các cái bộ tiêu chí đã được chia sẻ lên trên hệ thống, thì các thầy cô admin đó, có thể tham khảo những cái này. Nhưng mà thực ra thì cái này mình cũng chả có sử dụng được cho trường của mình đâu. Bây giờ mà muốn gọi là xây dựng một cái bộ chuẩn như vậy thì chúng ta phải gọi là nhập dữ liệu cho trường mình bằng cái cách thủ công. Cụ thể là như đây này, giả sử như tôi muốn nhập một cái chuẩn đầu ra nào đấy cho một chương trình cụ thể đấy, thì tôi sẽ làm cái cách này này, là add competency to a course này. Đấy. Thì việc đầu tiên đó, là tôi sẽ phải đến, tức là làm cái chuẩn đầu ra này nó phải có. Thế thì cái chuẩn đầu ra này, tôi sẽ tạo cho nó một ví dụ đi, ví dụ như là chuẩn đầu ra giảng dạy tiếng Anh là TESOL Standard. Đấy, rồi tôi cho nó một cái mã định danh là ví dụ như là 10082. Đấy, và đây tôi cho nó theo cái thang đánh giá từ 1 đến 5. Rồi các cái chuẩn ở đây, đây tôi chọn đây là chuẩn năng lực, đây nó có giúp cho mình có thể định nghĩa là về thái độ, về năng lực, về tư duy, về kỹ năng, vân vân. By selecting default and proficient. Ok, thôi rồi. Tôi chọn default cho nó nhanh. À,
Ok, thế thì tôi phải chọn các cái giá trị mặc định ở trên đây trước này. Cái này nó sẽ hơi mất thời gian nhé, cho nên là chỉ làm lấy ví dụ thôi. Đấy, tức là tôi vừa mới tạo một cái khung năng lực nữa. Đấy, ví dụ như đây là ngành tiếng Anh này. Đấy, đây là ngành xã hội học chẳng hạn, đấy là TESOL Standard. Ở trong này nó chưa có cái chuẩn nào hết. Đấy, tôi mới vào đây, cái ngành này tôi mới tạo thêm một cái chuẩn đầu ra. Đấy, ví dụ như trong cái năng lực này đó, thì tôi sẽ có một cái năng lực là về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Và trong này á thì tôi sẽ yêu cầu là sinh viên học cái ngành này đó là có thể tạo ra các cái tài nguyên đa phương tiện multimedia content for teaching English. Và tôi đặt cho cái này cái mã của nó là ví dụ 11.22.00. Đấy, như vậy là tôi vừa mới tạo một cái tiêu chí hay là một cái chuẩn đầu ra trong cái chương trình đào tạo về cái lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh đó nè. Đấy thì tôi chỉ lấy ví dụ như vậy, còn lại thì ở trường cần phải tổ chức một cái team để nhập hết các cái chuẩn đầu ra của các cái ngành, các cái chương trình đào tạo vào trong hệ thống. Sau khi mà chúng ta làm xong được cái việc là nhập các cái khung năng lực vào trong hệ thống như thế này rồi đó, thì bắt đầu chúng ta có thể vào các cái khóa học và xem các cái setting. Đây thì nếu mà các thầy cô để ý là lâu nay khi chúng ta soạn một cái hoạt động học tập nào đấy như là thảo luận hay là làm quiz hay bất kỳ hoạt động á, thì nó đều cho chúng ta định nghĩa là khi mà hoàn tất một cái hoạt động này nè. Đấy, tôi nói ví dụ như là khi mà người học người ta hoàn tất một cái hoạt động thảo luận này thì người ta đã đạt được cái năng lực gì. Chúng ta có thể làm cái đấy trong cái setting của cái hoạt động học tập. Nhớ là nếu hệ thống mà đã có nạp cái gọi là cái competency, cái năng lực rồi nhá, thì ở đây này tôi có thể xuống tôi chọn. Đấy, ở đây ví dụ như là các thầy có thấy đây. Xin lỗi, để mà tôi có thể chọn được cái năng lực cái competency ở trong đây đó, thì ngay cái chỗ ở khóa học này, này tôi phải lấy cái năng lực mà trường có tạo ra đó. Đấy, ở đây thì tôi mới đưa vào có hai cái năng lực ở cái khung C1 thôi. Giả sử tôi muốn đưa cái năng lực ở cái khung TESOL lúc nãy vào đấy, thì bây giờ này tôi sẽ chọn cái TESOL Standards 10082 lúc nãy tôi chọn, tôi tạo này, và tôi muốn là đưa cái năng lực này vào trong cái chương trình giảng dạy của môn học. Đấy, thì tôi phải add cái năng lực này vào cái đấy, tức là việc đầu tiên là mình phải setup cái này đã. Xong rồi bây giờ mình sẽ ra các cái hoạt động học tập. Ví dụ như là khi người học người ta hoàn tất được cái hoạt động học tập này, hay là khi tạo đấy, tôi muốn là khi mà đánh giá là hoàn thành hoạt động đấy thì người ta sẽ đạt được cái năng lực là đây, ICT Skills for Language Teaching đấy, và đạt được luôn cả cái năng lực về về tiếng là không tham chiếu châu Âu ở bậc C1. Và khi mà cái hoạt động này hoàn tất á, tức là thảo luận xong á, thì chúng ta có những lựa chọn là mặc định là người học người ta đạt được cái năng lực này, hay là chúng ta sẽ cần phải review lại. Đấy, thì ở đây tôi cứ chọn mặc định là hoàn tất được cái năng lực này khi mà được đánh giá là hoàn thành cái hoạt động thảo luận trong diễn đàn. Same return to course. Đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta đưa các cái năng lực
hay là các cái chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo của môn học, gắn nó vào trong các cái hoạt động học tập. Và nếu như các thầy các cô nào mà có tham gia làm kiểm định CDIO rồi kiểm định AUN, các cái kiểm định quốc tế, nói chung kiểm định của Bộ Giáo dục gần đây thì cũng đã theo các cái tiêu chí đó rồi, người ta rất chú trọng đến cái việc đánh giá xem á, là cái môn học của các thầy các cô đấy là đánh giá như thế nào để mà người học á, đảm bảo là người ta đạt được cái chuẩn đầu ra. Hay nói với khác á, là các thầy các cô hãy đưa ra minh chứng cho cái đội ngũ kiểm định chất lượng giáo dục ấy, là các thầy cô đã gắn cái hoạt động đánh giá môn học với lại cái chuẩn đầu ra như thế nào. Thì nói chung là khi mà làm kiểm định ngay ở trường chúng tôi mà đã làm cái việc này đó, thì tôi thấy là mọi người, các giáo viên đều rất là lúng túng khi mà mình chứng minh là cái việc đánh giá môn học của mình nó có gắn với chuẩn đầu ra của môn học hay gắn với lại chuẩn đầu ra của khóa học. Thế thì cái tính năng này của cái hệ thống e-learning của chúng ta nó cho cái hệ thống kiểm định ấy, một cái minh chứng rất thuyết phục. Và nếu như nhà trường mà có sử dụng cái tính năng này để phục vụ cho cái công tác kiểm định đảm bảo chất lượng thì chắc chắn ấy, là cái nhiệm vụ của cái team đảm bảo chất lượng nó sẽ nhẹ nhàng dễ dàng hơn rất là nhiều. Và dần dần ấy, thì các thầy các cô cũng sẽ luôn luôn có cái định hướng hay cái tư duy là làm thế nào để mà cái hoạt động học tập mình thiết kế ra là nó không có phải là nó ngẫu hứng, mà là nó gắn chặt với lại chuẩn đầu ra của môn học, gắn chặt với lại chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Và cũng từ cái competency này chúng ta sẽ có nhiều các cái công cụ, các cái tính năng khác mà trong cái video sau tôi sẽ giới thiệu xếp.